Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí một khuôn mặt gấu như thế này. Các bạn dùng 3 màu len khác nhau để trang trí khuôn mặt gấu. Đầu tiên các bạn làm cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Các bạn dùng mũi dời để nối vòng tròn ma thuật lại. Các bạn móc lên cho mình một mũi bính. Đó, ở chân len ngay phía dưới các bạn móc vào đây mình một mũi đơn. Ở chân len kế tiếp các bạn móc vào đây cho mình hai mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Chân len kế tiếp các bạn cũng móc vào đây hai mũi đơn trong chân. 1 2. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng cho mình. Các bạn dùng mũi dời để nối vòng tròn thứ nhất lại. Ở vòng tròn thứ hai, các bạn móc lên cho mình một mũi bính. Sau đó quay lại chân móc này, các bạn móc vào đây một mũi đơn. Ở đây chúng ta sẽ tăng mũi như sau, tức là một mũi tăng và một mũi không tăng. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Ở chân móc kế tiếp các bạn móc vào đây hai mũi đơn chung chân. 1 2. Sau đó chân len tiếp theo các bạn móc một mũi đơn bình thường không tăng. Và chân tiếp theo các bạn móc vào đây một mũi đơn, hai mũi đơn. Các bạn lặp lại cho mình như vậy đến hết vòng. 1 không tăng và một chân mũi tăng. Các bạn cũng dùng mũi dời để nối vòng tròn lại. Ở vòng tròn thứ ba, các bạn móc lên cho mình một mũi bính. Sau đó quay lại chân móc này, các bạn móc vào đây một mũi đơn. Các bạn sẽ móc như sau cho mình hai mũi đơn và mũi thứ ba các bạn móc hai mũi đơn chung chân, tức là hai mũi không tăng, một mũi không tăng. Chân móc tiếp theo một mũi và chân thứ ba này các bạn móc vào đây hai mũi đơn chung chân. Hai mũi đơn bình thường không tăng, 1 2. Và mũi thứ ba các bạn móc vào đây hai mũi đơn chung chân, mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. 1 mũi không tăng,
hai mũi không tăng, và mũi thứ ba các bạn móc vào đây hai mũi đơn chung một chân. Các bạn lặp lại như vậy cho đến cuối vòng và chúng ta kết vòng. Các bạn dùng mũi dời để nối hàng lại. Ở vòng tiếp theo, chúng ta sẽ móc lên một mũi bính. Và ngay chân móc này, các bạn móc vào đây một mũi đơn. Ở hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc 3 mũi đơn bình thường. Và mũi thứ tư các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. Tức là sẽ 3 bình thường và 1 tăng. 1 2 3. Và mũi đơn thứ tư này các bạn móc vào đây 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi không tăng. 2 3. Và mũi thứ tư các bạn móc vào đây 2 mũi đơn chung một chân. Sau khi hoàn thành vòng tròn, các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời để nối vòng tròn lại. Chúng ta móc lên tiếp tục 3 mũi bính. 1 2 3. Sau đó chúng ta móc vào chân mũi phía dưới một mũi kép. Ở đây các bạn chỉ móc qua 2 sợi len và để phần còn lại trên đây. Ở mũi len tiếp theo các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép. Chúng ta cũng không có lấy len qua hết, chúng ta lấy 2 sợi len. Thứ nhất, thứ hai. Sau đó các bạn lấy len qua hết cả 4 sợi. Và các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. 1 2 3. Các bạn dùng mũi dời để nối vào cái mũi len phía dưới. Chúng ta đã có được một tay gấu. Sau đó các bạn móc vào đây cho mình 8 mũi dời. 1 2 3 4 5 6 7 8 và mũi dời thứ 9 các bạn móc vào đây. Sau đó các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính và một mũi kép đơn ngay chân phía dưới. Ở đây chúng ta cũng móc như tay bên kia, chỉ luồn qua 2 sợi len. Tiếp tục ở chân móc kế tiếp, các bạn móc vào đây 2 mũi kép, chúng ta cũng chỉ luồn qua 2 sợi len. Mũi kép thứ hai các bạn luồn qua 2 sợi len, sau đó lấy len và luồn hết qua 4 sợi. Tiếp tục các bạn lên cho mình 3 mũi bính và nối vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn móc cho mình mũi dời đến hết vòng đến đây và chúng ta sẽ cắt len. Để làm miệng của bác gấu, các bạn móc cho mình một vòng tròn. Vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. 1 2 3 6.
các bạn nối vòng tròn ma thuật lại. Ở vòng thứ nhất các bạn móc lên cho mình một mũi bính, sau đó ngay chân mũi phía dưới các bạn móc vào đây một mũi đơn. Ở chân móc tiếp theo các bạn móc vào đây hai mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai chung chân. Hai mũi đơn chung chân. Hai mũi đơn chung chân. Kết thúc vòng tròn, các bạn có 12 mũi đơn, chúng ta sẽ nối dùng mũi dời để nối vòng tròn lại. Ở vòng tròn thứ hai các bạn móc lên cho mình một mũi đơn, sau đó phía chân móc phía dưới các bạn móc vào đây một mũi đơn. Và chân móc tiếp theo chúng ta móc một mũi đơn bình thường. Chân móc kế tiếp các bạn móc vào đây hai mũi đơn chung chân. Chân móc kế tiếp các bạn móc một mũi đơn bình thường. Và chân tiếp theo là hai mũi đơn chung chân. Các bạn cứ lặp lại cho mình đến hết hàng một mũi không tăng. Mũi thứ hai chúng ta tăng một mũi đơn. Một mũi không tăng. Một. Hai. Một. Sau đó các bạn nối vòng tròn lại. Chúng ta cắt phần len đi và khâu lại vào cái mặt của gấu hồi nãy. Chúng ta sẽ trang trí mắt và mũi. Sau khi hoàn thành phần miệng của bác gấu, các bạn dùng kim khâu len khâu phần miệng và phần mặt gấu. Và dùng kim để mình trang trí mắt, mũi, miệng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một khuôn mặt gấu trang trí như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.